Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay chúng ta đến nhà của anh Út ở Bình Tân, Vĩnh Long để giới thiệu một số cây kiểng giao lưu. Ơi, chào anh Út à. Dạ, em chào anh Hiệp. Dạ, em chào bà con trên kênh. Em Út, cống số 2, ấp Thành Phú, xã Hà Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Nay em có số cây kiểng đăng lên, mong được giao lưu cùng cô chú anh chị. Và cũng mong cô chú anh chị cũng ủng hộ, thương tình ủng hộ giùm con cháu nha. Dạ, con cháu em Út nha. Dạ, đây cây số 1. Cây số 1 giới thiệu cho cô chú anh chị đó là cây trung nu. Trung nu thành phẩm, chi nó bằng ngón tay hết trơn rồi. Về cái này là nói chung là mỗi người ý thích. Về cô chú anh chị lược sơ lại, lược chi rồi cho nó thoáng lại hoặc là sao đó. Đây nu nè, trung nu nha cô chú anh chị, nu mật khỉ. Rồi, xây vòng cho coi luôn anh. Một gốc này thì nó có 3 thân. Mặt tiện nằm bên đây, mặt tiện nằm sạch đẹp đó cô chú anh chị. Cái này được người ta chăm sóc là 4 năm rồi đó. Cái này cây này đúc không biết hồi còn cây phôi đó. Dạ, để đo thông số cao 66. Tổng bệ đó, 3 thân đó là 57,5. Thân đại diện nữa là 36. Mà nu dữ lắm, nó già dữ lắm nha cô chú anh chị. Thân nào nó già. Dạ, cây này con giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu. Combo ship toàn quốc. Để số bông. Combo ship toàn quốc. Dạ, 6 triệu cây số 1. Cái số hỏi con là 0939625931. Tới cây số 2. Đó là chú thủy da đen. Nó dài lắm, mấy cây này sưu tầm cây già già không cô chú anh chị. Cây số 2 chi tay rồi đóng đều, đế thì khỏi chơi, đế cục cục luôn nghe cô chú anh chị. Nó lên nè, quặng cục cục luôn. Cây này khá cây lắm, gót ngọn luôn. Rồi xây vòng vòng em. Đế rồi cho thông số luôn nha. Cao một bầu lên đỉnh, đó là 97. Hoành thân. Hoành thân vị trí này đó là 42. Tổng bộ đế nha cô chú chị, cho cô chú chị tham khảo. Dạ, tổng bộ đế là 132. Dạ, cây này cây số 2, cây chiếu thủy da đen. Nó già lắm, nu rồi nè. Dạ, cây này cũng giao lưu giá là 5 triệu, có bao ship toàn quốc luôn. Chi tay rồi đóng đều. Dạ, cây số 2 5 triệu. Rồi xuống. Đấy, cây số 3 chiếu thủy da đen luôn. Cái này nó cũng già lắm mà lên nu không bằng cái kia. Mà thân nó vót đẹp, thân nó lắc lắc nhẹ. Thân nó lắc nhẹ mà dáng văn nhăn nha cô chú chị. Thấy mặt thẹo này cũng không đáng kể gì, mới cắt, mới gọc chi lại. Đế thì khá đế. Chung đấm bấm đều mà nó không có dày như thằng kia. Đây thân thì lắc lượng nè, mà thân thì nó đẹp, cái da nó lên nè, nu đều, bóng đều chứ. Rồi nu đều luôn á. Nu đều luôn. Cao nó là 85. Hoành thân là 41. Hoành thân cũng cái hoành cũ. Hoành cũ này tới 60 nha cô chú anh chị. Tại nó vót lên là thấy cây nó thon vậy đó, chứ cây này cũng to lắm. Dạ, cây chiếu thủy da đen. Dạ, cây này cũng bao giờ, cây này có giá là cũng 5 triệu cây số 3. Không bao ship toàn quốc luôn. 5 triệu cây số 3. Đúng rồi. Tới cây số 6. Bên cây số 4. Số 4 đó là bông giấy Mỹ, ốc sên. Một cục. Nè, cái đuôi, cái đít nó quặn lên cục đẹp lắm nha, ốc sên. Hình dáng con ốc sên. Cây số 4. Cao đó là từ mặt bầu lên đỉnh là 42.
Quỳnh Thân vị trí này nó là 43. Cái cũ đó hạ với cũ rồi chú chị. Cũ là 78. Rồi, 78. Dạ con ốc sên này con giao lưu giá là 4,8 triệu, cây số 4. 4,8 triệu. 4,8 triệu. Cái cây số 5. Đó là cây cũng vào phong với Mỹ. Cây này bộ đế đẹp lắm, nghe quay văn lắm nghe coi chú anh chị. Này nó quấn xoay vòng luôn đi anh. Quá đẹp. Dáng siêu. Cái tược này nữa về thích nữa, để thì để nghe coi chú anh chị, cắt thì cái thẹo cũng nhỏ chứ không có lớn nha. Dạ. Con để nguyên vậy đó. Nè, bộ đế đây nè. Cái này nó nằm trong một cái chậu được lâu năm rồi, nó quấn cục quặn cục rễ bể cái chậu luôn á. Con bứng về là bể cái chậu luôn đó. Cao 102. Hoành thân 37 vị trí này. Trên đây cái nữa. Này là 25. Nguyên tổng bị cũ. Tổng bị cũ là 84 là mấy cái chỗ này là nó không ấy. Nè, nó quái nè, 84 cô chú anh chị. Dạ cây số 5. Cây này con giao lưu giá là 5,5 triệu. Có ba ship toàn quốc luôn. Cây số 5 5,5 triệu. Cây số 6. Đó là cũng vừa qua với Mỹ. Cái thân thì giọng đất 3D luôn. Quay vòng đế, đế chảy như mai vậy đó. Đế khủng. Mấy cây này con lựa siêu tầm khá khá không nghe cô chú anh chị. Cao là 87. Hoành thân ngay chân cái độ nở của nó là 40. Trên đây là nó 26. Như quay anh Hiệp quay đây là cái cọng rễ này nó có lúc mà nằm trong vườn đó, nó bị hư một chút chỗ này nha, làm xử lý keo rồi hết rồi mà không sao, cái này còn như là sạch hết nè. Cái này nó bị sam da thôi, vẫn còn tư. Dạ cây dây Mỹ số 6. Dạ cây này con giao lưu giá là 5,000,000, con bao ship toàn quốc luôn. Bộ đấy khủng tại nó bị hơi sam chút nhưng mà nó cũng vẫn còn tư, sống khỏe nghe con chú chị. Dạ cây số 6 5,000,000. Tới cây số 7. Cây sát pháo quái gửi sổ ra tược đầu đồ... cây số 7. Dạ cây số 7 nha cô chú anh chị, phải số 6 nha, tại ấy con đọc lộn. Cây số 6 đưa viết ra bao từ ừ thôi được khỏi. Cây số 7 được. Nó đâm tược đồ tốt lắm nghe cô chú anh chị. Vậy là chỉ là để chơi rồi già nha, tược già rồi bẻ nha. Cao nó 68. Hoành thân đây vị trí này là 33. 33,5 tính 33 nè. Cái đồ sổ. Sổ của nó là 45. Cái này nó mặt trước nó bị lửa đường. Nhưng mà nó sạch hết trơn rồi, xử lý keo hết trơn rồi. Đâm tược tốt khỏe nè. Cây số 7, dạ cây này con mua giao lưu giá là 1,2 triệu. Con bao ship toàn quốc luôn. Bao luôn chậu luôn. Bao ship nữa không còn nhiêu nghe cô chú anh chị. Cây số 8. Sát khoáo. Dán ra cây bài luôn nha. Đây đây nữa chi một này quốc này vẫn nhọn lên nè. Đế thì một bệt đế, một đế phía sau cây này đúng luôn nha cô chú anh chị. Cao 54.
lộn khớp, ra con lộn số cao 97. Hoành Thăng 51 gữ. Cái tổng cái bộ đế của nó là 120 nha cô chú anh chị. Nè, tổng bộ ghế đó, đó. Tham khảo cái này chủ yếu. Chủ yếu còn đo cho cô chú tham khảo mà biết về đó mà lường cái chậu thôi. Chứ bộ đế chứ thì mình nhìn là biết rồi. Đó, bộ đế một bệt ở sau nè. Ở trước ức thì nó cũng có nhưng mà nó ức thì thường thường nó có ít là được rồi. Dạ cây số 8. Cây số 8, cây sắc pháo. Dạ, cây này con giao lưu giá là 6 triệu. Con bao ship toàn quốc luôn. Cây số 9. Giờ sưu tầm mấy cái giấy to to gì cũng khó lắm cô chú anh chị ơi. Gốc to ha. Dạ gốc to. Thân gốc thân. Dạ cây này cũng là sát pháo mà thân lắc léo rồi nó quái lắm nha cô chú anh chị. Đẹp, gốc ngọn không? Có mấy cái mặt thẹo. Cao là 124. Gần thân ngay vị trí này đó là 65. Sao 66 là tính 65 thôi. Rồi đo lên trên cái eo cái nữa nha. Tại này đo hai đoạn cho bà con tham khảo đi. Dạ đây là 58. Đây là eo chuẩn luôn nè. Bộ đế. Nguyên bộ đế là 112. Mấy cây này đế cũng khá khá không à. Đế đều. Tứ diện đều có hết. Nó có... hồi nó quay xoay vòng con, luôn đi anh quay vòng xong rồi chỉ cho bà con. Dạ. có một khuyết điểm nhỏ à. Cây số 9 rồi cái khuyết điểm nó nói luôn em. Dạ dạ đây đây khuyết điểm này nó cũng cạn bà con nè ngón tay à về nữa xong rồi con quay xong rồi chám keo lại cái này mặt thẹo mới cắt có khuyết điểm à. Thì còn nhiêu lành lặn hết nha. Nó cũng lỗ lỗ mà nó cạn hiệu à. Dạ cây số 9. Cây này con giao lưu giá là 8 triệu. Con bao ship toàn quốc luôn. Dạ với giấy khủng bây giờ kiếm cũng khó. Vậy mua cũng hơi giá hơi căng nghe cô chú anh chị. Xuân bạc. Tới cây số 10. Đó là mai vàng. Kéo xích hoài dùm. Cây số 10. Mai vàng, cốt cành đóng đều, gió ngọn. Về bấm nghe ta cái cưa cắt ở đây cái là gió luôn nha, đều chi luôn nha. Một bị đế cũng khá lắm. Mã này tương lai vợ chưa xù mà tương lai nuôi lên xù tại nó chảy nách hết trơn rồi. À, nách nè, vàng ực chân à. Dư đế rồi nè. Gốc đế rồi nó cũng vàng chân à, nhưng mà mình không có tính xù. Nuôi lâu năm tương lai để lên xù nghe cô chú anh chị. Đó là chỉ tương lai thôi. Cao đó là 92. Hoành Thăng ngheo trước cái đi. Hoành Thăng tuốt trên đây là 31. Tuốt trên nghe cô chú anh chị. Hoành cũ là 41. Nguyên cái tổng bộ đế của nó đi tham khảo mà biết lượng cái chậu mình mà có chốt được lượng chậu về trồng là 106. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 55. Cây số 10, cây mai vàng. Tương lai lên xù, gót ngọn. Có thích qua đây nè. Đi đâu ơi chưa? Số 10. Dạ cây này con giao lưu giá là 3 triệu 8. Con bao ship toàn quốc họ đi bọc xe lưng. Rồi nhắc số điện thoại lại luôn nè. Dạ số điện thoại con là con tên Út. 0939 625 931. Ba triệu tám cây mai xù tương lai chứ chưa xù. Rồi cây số 11 đó là cũng là mai vàng giảo hột giảo Bến Tre đó lá to to mà nè ra đọt nè để trong bầu mà không gãy ra đọt lá vẫn lớn không nghe cô chú anh chị này mai giảo hột
về vô chậu là tết trời luôn á, tết là chờ ra bông cây này thừng hết trơn à, về vô chậu phong tàn cao đẹp. Thôi phong tàn cao nó khoảng 1,5 m đó, còn phỏng đại nghe coi chú chị, tán ngang của nó là một mét ba. Quỳnh thân ngay eo đó là 25. Đế đồ bấm điệu cho nè, để quay vòng đế nè, không đế, đế khá đế đó. Đó, đế nè. Tàn. Dạ cây này con giao lưu cô chú chị đó là 1,7 triệu, con bao ship toàn quốc luôn. Cái phong cao này bao ship chắc đủ tiền mua điện của chú anh chị ơi. Cây số 11. Cây số 12. Đó là cũng là mai giảo, giảo hột. Tàn đặt cứng chân nè, lên về vẽ sữa cái nữa là đặt luôn á chú anh chị. Đọt non ra đó ao luôn, là cây này khỏe lắm. Mà lá to nữa. Cây số 12 là mai vàng, giảo hột, giảo viên đó. Lá đọt nè, đọt nó đỏ ao à. Để chiều cao này khoảng 1,3 m. Tán ngang thì nó tán ngang 1 m à. Cây này tán ngang nó gọn hơn 1 m đi. Hoành ngay vị trí này đó. Đầu ghệ là 24, 24, 25 tại cắn dây tính 24 nha cô chú anh chị. Thoát thân của nó. Thoát thân của nó là 26. Dạo, cây dạo hộp. Dạ cây này con giao lưu giá là 1,6 triệu, con bao ship toàn quốc luôn. Cây số mười mấy? Cây số 12, 1,6 triệu. Rồi xuống. Ôi giời, cái bầu. Cây số 13. Nó cũng là giảo hột nè, cái này được 3 cây. 3 cây giảo hột như cái mày. Cây số 12, cao nó khoảng 1,4 m. Tán ngang nó 1 m, khoảng 1,1 m. Nó là con phỏng hơn nghe cô chú anh chị. Về cái hoành thân nó là 23. Đế đều có điều chứ không có dám làm đế xuống. À, lá rồi mới ra cũng đẹp, cũng đẹp cho nè, giảo hộp. Dạ cây này con giao lưu cô chú chị cũng là 1,6 triệu luôn, con bao ship toàn quốc luôn. Cây số 13 1,6 triệu. Dạ một số 13 1,6 triệu xuống mà. Để luôn đi, để luôn cây cuối chưa? Dạ chưa. Còn cây nào nữa không? Còn. Cây số 14. Đó là cây trang đỏ lá nhỏ. Thân hai thân này một gốc mà một thân mà chia cái hai nhánh, nhánh nào cũng lắc lượng cho á. Chiều cao của nó là 52. Hoành thân vị trí này là 17,5, chỉnh đến dưới là 18. Cái này đế đồ nó cũng khá đế nha cô chú anh chị, nói chung cũng khá thôi chứ chưa không có được đẹp hung. Mà chú ý hai cái thân này nè. Dạ cây số 14, đó là cây bông trang đỏ lá nhỏ. Dạ cây này con giao lưu giá là 1,5 triệu, con bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này về thì bẻ chơi cũng nè, khoan. Cây số 15, đó là cây miệt quế lá nhỏ bông trùm. Cây này cũng dài dặn lắm rồi, mà đen dán siêu. Dạ chiều cao của nó là 1,3 m. Không có, cây đó không có. 1,3 m. Hoành thân của nó là 46. 46 coi chú anh chị. Rồi, hoành thân 46. 46 thấy gót gì, thấy dáng siêu vậy chứ nó bầu nhiêu anh? To lắm. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 5/60. 60. Đế,
quay giùm em cái bộ đế nó cũng chảy đều hết trơn nè. Mà cây này mới bứng khoảng 3 ngày nay à. Nè, lá thở còn tươi xanh. Cái này về để cao về chơi tầng gớt thì chơi nghe cô chú anh chị. Còn điều khóa thế thì xuống cắt xuống làm cây bài luôn nha. Cây số 15. Cây cối luôn kìa anh Úc. Dạ cây này cây cối để cây việt quế, bông chùm lá nhỏ, bông chùm. Dạ cây số này con giao lưu giá là 3,5 triệu. Con bao ship toàn quốc luôn. Cái này có hai đường nhiều được chơi nha cô chú anh chị. Đây ta cắt ngay đây là cắt trên đây là có đường chơi rồi nha. Cây bài luôn đó, cây này cũng có dáng khá lắm. Đế thì vừa đế đều, chảy đều. Cứng ngắt đế chân vậy. Dạ cây số 15, đó là cũng là cây cuối cùng của clip con. Thì cũng hy vọng cô chú anh chị quan tâm và ủng hộ. Dạ. Dạ xin chân thành cảm ơn. Dạ xin phép cây này là hết. Dạ xin chào bà con trên kênh. Cho số điện thoại cái lần cuối luôn đi. Số điện thoại là 0939625931, đó cũng là số Zalo của con nghe cô chú anh chị. Rồi, con chào bà con nha. Chào anh em.